Kia Carnival hiện đang trở thành một hiện tượng trên thị trường xe mới lẫn xe cũ tại Việt Nam. Khách hàng hiện tại khi mua xe mới thường phải đặt cọc và chờ đợi nhiều tháng mới được nhận xe. Trong khi đó, những chiếc xe cũ chạy lướt thường được giao bán lại với giá ngang xe mới đã lăn bánh, thậm chí có xe còn cao hơn một chút. Nguyên nhân là do tình trạng khan hàng của xe mới, do đó những mẫu xe Kia Carnival chạy lướt dưới 5.000 km được giao bán lại với giá không khác xe mới. Bù lại, khách hàng khi mua những chiếc xe này sẽ nhận được xe ngay lập tức, không phải chờ đợi. Đó là lý do khiến giá bán của Kia Carnival, đời 2021 và đời 2022 đã qua sử dụng hầu như không bị khấu hao, và chủ nhân đầu tiên mua chiếc xe này, hầu như không mất đồng nào sau vài tháng sử dụng. Cụ thể hơn, một chiếc Kia Carnival bản máy dầu Signature 7 chỗ ngồi được giao bán lại với giá hơn, 1 tỷ 6 tức là ngang ngửa giá lăn bánh nếu người dùng mua xe trong hãng. Nếu làm thủ tục sang tên, người dùng sẽ tốn thêm khoảng 2% phí trước bạ, tương đương khoảng 30 triệu. Chi phí này có thể khiến giá xe cao hơn cả xe mới. Dù vậy, một số ít người vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền này để mua xe lướt, vì được sử dụng ngay mà không phải chờ đợi. Kia Carnival dù khan hàng nhưng không bị thổi giá tại các đại lý, do đó mọi khách hàng khi mua xe đều phải xếp hàng với những chiếc xe cũ chạy chưa tới 5.000 km vẫn được xem là như mới. Nếu chưa xảy ra va chạm gì, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận mua xe cũ với giá ngang ngửa xe đập thùng, vì dù sao vẫn rẻ hơn so. Với việc mua xe kiểu bia kèm lạc lên đến cả trăm triệu đồng, như Hyundai Santa Fe hay Tucson hiện tại. Thực tế, Kia Carnival đã có hai lần tăng giá kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Lần thứ nhất, xe tăng thêm 10 triệu, còn lần thứ hai tăng thêm 20 triệu. Tất cả đều áp dụng đối với bản máy dầu cao cấp nhất Signature. Mức giá công bố hiện tại của mẫu xe này 1 tỷ 469 triệu, chưa bao gồm hơn 100 triệu chi phí đăng ký để lăn bánh. Phiên bản Carnival Signature 2.2D được khá nhiều người lựa chọn, bởi có mức giá tương đối phù hợp nhưng vẫn có đủ các trang bị cao cấp, như đèn pha full LED, mâm 19 in, màn hình lái và trung tâm dạng kép 12.3 in, 12 loa Bose, điều hòa tự động, cửa sổ trời, đèn nội thất, cửa điện và có cả cấu hình 7 ghế hoặc 6 ghế với hàng giữa hạng thương gia không chỉ được trang bị đầy đủ các option, mà phiên bản Signature còn có thêm nhiều công nghệ an toàn với các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động tránh va chạm và ga tự động thích ứng khoảng cách, cảm biến va chạm trước sau, camera 360 độ và 7 túi khí. Kia Carnival Signature vẫn là mẫu MPV có sức hút lớn khi có giá bán dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ khác. Cụ thể Fuso Traveler đã có giá bán tiêu chuẩn từ 1 tỷ 699 triệu và Mercedes-Benz V-Class có mức giá khởi điểm từ 2 tỷ 662 triệu. Khi so về trang bị, Kia Carnival phiên bản Signature vẫn có lợi thế nhiều hơn so với các đối thủ. Mặc dù là phiên bản động cơ dầu, nhưng vẫn được rất nhiều tệp khách gia đình hay cá nhân ưa chuộng, bên cạnh nhóm khách chính là ngành dịch vụ. Xe cộ, XXX.